Hello các bạn, mình là Trường đến từ Adam Music. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách để mà chúng ta có thể khắc phục được một cái lỗi mà thường hay gặp trên Win 8 và Win 10. Đó chính là cái lỗi xung đột sao kẹt. Xung đột có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là khi mà các bạn mở cái máy tính lên, mở cái đo lên, mở cái phần mềm làm nhạc lên, thì phần mềm làm nhạc đó sẽ không thể nào khởi động cái sao kẹt của các bạn được. Dẫn tới nó sẽ báo lỗi và các bạn sẽ không có nghe cái tiếng gì ở trong cái đo hết. Đó, thì một cái cách để mà chúng ta có thể giải quyết được cái lỗi này á, đó chính là các bạn sẽ xóa bỏ đi cái việc xung đột sao kẹt giữa cái Windows bên ngoài với cái đo bên trong, bằng cách đó là chúng ta sẽ chọn hai thằng đó với hai cái sao kẹt khác nhau. Đó, thì mình sẽ mở cái clip này các bạn có thể xem qua để mà các bạn thấy được cái vấn đề ha. Rồi, khi mà mình mở Studio One lên thì Studio One nó chạy 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 tới một đến một cái lúc là nó báo là không thể nào sử dụng cái sao kẹt của cái sao kẹt được. Cái của mình là cái 2x2 này các bạn, tức là không thể nào sử dụng sao kẹt được. Hãy check lại cái hộp qua và try again. Đó, thì nếu mà các bạn gặp trường hợp này á, thì đa số các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ khởi động lại máy, đúng không? Nhưng mà dù các bạn khởi động có mấy trăm lần đi nữa, nhưng mà cái Windows nó đang chiếm quyền sử dụng trước, thì các bạn thì khi mà mình khởi động Studio One nó vẫn sẽ không thể sử dụng được. Đó, thì một cái cách giải quyết đó là chúng ta sẽ mở lại, chúng ta sẽ chọn cái Windows sang một cái sao kẹt khác, nó khác với sao kẹt mà các bạn cho thằng Studio One nó xài. Thì lúc này hai thằng xài hai sao kẹt khác nhau, cho nên nó sẽ không có bị đụng nhau. Các bạn xem qua ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt đi và mình chuyển lại cái sao kẹt này các bạn. Các bạn thấy cái lúc đầu video nó đang xài cái 2x2 của mình nè, cho nên Studio One sẽ không nào thế nào sử dụng được. Bây giờ mình chuyển lại sao kẹt khác. Mình chuyển bằng cái sao kẹt onboard của máy tính. Đó, và lúc này bây giờ cái máy tính có thể vào bình thường rồi các bạn. Các bạn thấy có nghĩa là bây giờ nó đã sử dụng được cái 2x2 rồi. Và các bạn có thể làm nhạc thì làm nhạc bằng cái này, bằng 2x2, nhưng mà nghe nhạc là nghe nhạc bằng cái sao kẹt của máy tính. Thấy các bạn nếu mà nhanh nhất là các bạn mua thêm một cái tai phone á, xong rồi các bạn găm vô cái thùng PC á để mà các bạn có thể nghe nhạc trên YouTube, còn làm nhạc thì các bạn nghe ở trong này. Thì nó như các bạn thế nào các bạn, nó rất là bất tiện đúng không? Tức là bây giờ giả sử như là mình đang làm nhạc và mình muốn nghe nhạc trên YouTube bằng cái sao kẹt 2x2 luôn, thì lúc này các bạn sẽ phải làm cái động tác đó là mình chuyển cái này thành sao kẹt onboard hoặc là no audio device, rồi mình chuyển cái thằng thằng bên ngoài này thành cái Tascam, thành cái sao kẹt rồi các bạn, và lúc đó các bạn mới nghe nhạc trên YouTube được. Và cái việc chuyển qua chuyển lại như vậy nó rất mất thời gian. Thì trong Studio One á, nó có một cái chức năng á, đó là này các bạn, release audio device in background. Mình mở lên các bạn xem. Đó, thì trong Studio One nó có một cái chức năng đó. Chức năng đó có nghĩa là cái này là các bạn. Chức năng này nó có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng Studio One thì cái Studio One nó sẽ chiếm cái quyền sử dụng cái sao kẹt. Ở đây mình chọn ICO bởi vì mình đang dùng cái sao kẹt để mà mình cái quay phim cho các bạn á. Cho nên là các bạn cứ tưởng tượng cái này đang là cái sao kẹt rời 2x2 của mình ha. Đó, thì khi mà mình tích vô cái dấu này, thì khi mà mình mở web lên hoặc là mở cái web lên đi, tắt xuống, các bạn thấy nó chuyển qua no audio device không? Đó các bạn. Có nghĩa là cái này nó sẽ chuyển qua chuyển lại, nó sẽ tự động chuyển bằng tay á các bạn. Khi mà các bạn mở web hoặc là mở những cái khác, nó sẽ chuyển qua là no audio để mà nó nhả cái sao kẹt cho thằng Windows xài. Và khi mà các bạn ấn cửa sổ xuống thì nó sẽ quay lại cái sao kẹt đó. Và cái cách này nó khá tiện các bạn. Nó giúp cho các bạn khỏi làm bằng tay. Nó đỡ hơn rất là nhiều, đỡ mất thời gian rất là nhiều. Đó, thì thực sự cái này là một cái trouble, nó không có gì quá lớn, tuy nhiên á, là nó gây phiền hà cho bạn rất là nhiều, đặc biệt là những bạn mới vào làm, mới bắt đầu mình làm cái này á, thì
nhiều bạn sẽ không biết cái vấn đề này và dẫn tới là cứ phải khởi động máy đi khởi động máy lại rất là nhiều lần và dễ bị trục trặc máy. Hồi trước đó, khi mà mình dùng Win 7 á, nó không có bị đâu các bạn, nó không có bị cái vấn đề này. Nhưng mà khi mà mình dùng Win 8 hoặc Win 10 trở lên thì bắt đầu cái vấn đề này bị phát sinh và nó gây phiền hà cho mình rất là nhiều. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn để mà các bạn có được một cái cách để mà các bạn tránh được cái vấn đề này và fix được nó. Nếu mà các bạn có những cái cách hay hơn hoặc là có những cái cách tốt hơn thì các bạn có thể giúp mình comment bên dưới để mà chúng ta cùng trao đổi ha. Hoặc là có những cái chủ đề mới hoặc là có những cái yêu cầu gì các bạn có thể inbox hoặc là comment luôn để mà team Adam Music sẽ xem qua và sẽ làm những clip tiếp theo để mà chia sẻ với mọi người cái cách mà chúng ta fix những cái trouble đó. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại những clip cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những clip sau. Bye bye.